Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là tắt thông báo của các ứng dụng như là Shopee, Lazada, Tiki hay là Sendor nhé. Các bạn cũng biết là tất cả những cái app này đều là những cái sàn thương mại điện tử. Ở đây thì giúp chúng ta có thể là mua hoặc là bán hàng online ở trên những cái sàn thương mại điện tử này nhé. Thông thường khi mà chúng ta cài đặt cái ứng dụng này về, thường là chúng ta cho phép những cái ứng dụng này thông báo cho chúng ta những cái khuyến mại hay là những cái giảm giá hay là những cái ưu đãi ở trên những cái ứng dụng này nhé. Đôi khi chúng ta lại không muốn nhận những cái thông báo này nữa, thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là tắt được những cái thông báo này đi nhá. Đây, giống như mình ở đây thì Shopee cũng vừa gửi cho mình cái thông báo này nhá. Đó, nhiều khi là mình không muốn những cái ứng dụng này nó làm phiền, nó thông báo cho mình những cái thông báo như thế này nhá, thì các bạn sẽ tắt đi cho mình như này. Đối với những bạn sử dụng iPhone thì các bạn làm giống như mình nhá. Các bạn sẽ vào cho mình là cài đặt. Hầu hết là tất cả các điện thoại các bạn đều tìm cho mình cái mục là thông báo nhá. Đây, ví dụ iPhone thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là thông báo này. Đó, rồi các bạn sẽ tìm cho mình những cái ứng dụng này. Đây nhá, các bạn sẽ kéo và tìm cho mình những cái ứng dụng. Ví dụ như là Lazada này, các bạn chọn vào. Rồi các bạn sẽ tắt thông báo đi cho mình nhá. Ở cái mục cho phép thông báo này, các bạn tắt đi cho mình này. Đó, tương tự như vậy thì các bạn cũng làm với những cái ứng dụng khác. Đây, Shopee đây, mình cũng tắt thông báo đi này. Tương tự như vậy thì các bạn cũng tìm cái ứng dụng là Tiki và Sendor, các bạn cũng làm tương tự nhé. Đó là với những bạn sử dụng iPhone, còn đối với những bạn sử dụng Android thì tùy theo từng dòng máy thì nó hơi khác nhau một chút nhé. Nhưng mà cơ bản thì các bạn đều tìm cho mình cái mục là thông báo. Ví dụ ở đây mình sử dụng điện thoại Samsung này, mình vào cài đặt này. Sau đó là mình vào cái mục là thông báo này. Đó, rồi mình sẽ chọn vào là ứng dụng được bao gồm này. Đây là tất cả những cái ứng dụng nhé. Các bạn cũng tìm cho mình những cái ứng dụng đó và các bạn tắt đi cho mình. Đây, ví dụ như là Lazada này, rồi là Sendor này, Shopee này, các bạn tắt đi cho mình nhé. Rồi Tiki này, đó, như vậy là xong. Còn ở bên đây của mình là con điện thoại Redmi Note 9, các bạn cũng làm tương tự thôi, các bạn vào cài đặt này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là đây, thông báo và trung tâm điều khiển này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là thông báo ứng dụng này. Đó, rồi các bạn cũng tìm cho mình những cái ứng dụng như là Shopee, Lazada, Tiki, Sendor để các bạn tắt thông báo đi cho mình nhé. Đó, khá là dễ dàng. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể tắt được thông báo của những cái ứng dụng như là Shopee, Lazada, Tiki, Sendor thành công rồi nhé. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.